Mỹ nữ miền Tây có vòng 31 mét được bạn trai tặng nhẫn kim cương 5,5 tỷ giờ ra sao, nhắc về chuyện cưới chồng. Phan Thị Mơ tiết lộ bất ngờ, sự kiện, sao và những câu chuyện tình ái Phan Thị Mơ từng lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Sau đó, cô tranh tài ở nhiều cuộc thi nhan sắc, năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới. Ngoài vai trò người mẫu, Phan Thị Mơ còn lấn sân phim ảnh, cô tham gia nhiều vai diễn và phấn đấu trở thành diễn viên thực thụ nổi tiếng, xinh đẹp nhưng chân dài quê tiền giang hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân. Nhân ngày lễ tình yêu 14.2 năm 2019, Phan Thị Mơ gây chú ý khi tiết lộ được bạn trai về tận quê tiền giang tặng nhẫn kim cương năm. 5. 5 tỷ, theo đó, món quà giá trị này được bạn trai doanh nhân yêu 2 năm tặng bất ngờ cho Phan Thị Mơ mà cô không được báo trước. Sau đó, Phan Thị Mơ đeo chiếc nhẫn 5,5 tỷ tham gia nhiều sự kiện giải trí, trước đó, vào năm 2016. Nhân dịp sinh nhật, người đẹp quê Tiền Giang cũng được bạn trai tặng nhẫn kim cương gần 2 tỷ đồng. Phan Thị mơ quan niệm, phụ nữ gần như ai cũng thích kim cương nên nhận được món quà lớn như vậy cô rất hạnh phúc. Tuy nhiên, người đẹp cho rằng điều này cũng khiến bản thân có chút áp lực vì sợ nhiều người sẽ nghĩ mình núp bóng đại gia. Tôi không mong muốn cổ suý cho lối suy nghĩ chân dài thì phải đại gia, tôi chỉ hy vọng có thể tìm được người thực sự thấu hiểu tâm tư và tôn trọng nghề nghiệp của mình và người bạn trai hiện tại khiến tôi có cảm giác an toàn, ấm áp khi ở cạnh bên. Cô bộc bạch, trước câu hỏi về dự định lập gia đình, Hoa hậu sinh năm 1990 thẳng thắn cho hay. Cô chưa sẵn sàng yên bề ra thất vì vẫn còn rất yêu nghề, hiện, chân dài quê tiền giang chăm chỉ diễn thời trang. Đóng phim và tham gia các hoạt động quảng bá về du lịch, tôi tin rằng kết hôn ở độ tuổi nào thì cũng đều không muộn. Và một người thật sự yêu thương tôi sẽ hiểu được những giấc mơ và hoài bão của tôi. Hiện tại tôi vẫn rất nhiệt huyết với công việc và mong mọi người hãy nhìn nhận những thành quả. Cống hiến của tôi cho nghệ thuật thay vì chuyện bao giờ tôi lấy chồng, cô tâm sự, trước đây. Phan Thị Mơ có số đo ba vòng khá khiêm tốn, 80-62 đến 87cm, nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học. Nữ diễn viên đã thay đổi những con số một cách ngoạn mục, vòng ba của người đẹp 9X, ở góc chụp nghiêng trông khá đồ sộ và gợi cảm. Hiện Phan Thị Mơ đã gia nhập hội vòng 3 đạt 1 mét của VBIS cùng Angela Phương Trinh, Mai Ngô, Khánh Phương, Á Hậu Thanh Trang. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh tin nhanh 24h, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.